Tiểu thuyết Stephanie, Vì em yêu anh. Tác giả Marcel Gobineau. Người dịch Vũ Đình Phong. Người đọc Trân Châu. Chương 5. Michel và Hippolyte. Bữa tiệc tiếp tân vào thứ sáu của Stephanie có các thành viên bên gia đình chồng nàng, hai vợ chồng Raymond và hai vợ chồng Gerson. Sau bữa ăn, Amélie nói lúc bước vào phòng khách: "Bữa ăn ngon tuyệt, Stephanie thân yêu. Mọi thứ tối nay đều chu đáo đến mức hoàn chỉnh. Đó là công của em mê đấy," Stephanie đáp. "Cậu đầy tớ đó tận tụy với bà quá chừng, thưa phu nhân Ditterville," René nói, và chàng nhấn hai chữ đầy tớ với một vẻ mỉa mai. Cặp mắt Stephanie lóe lên tia giận dữ, nhưng nàng cố ghìm lại, gượng mỉm cười. "Em mê không phải là đầy tớ, thưa ông Gerson. Ngày anh sạc tôi còn sống, anh ấy rất quý em mê. Và tôi coi em mê gần như anh của tôi. Đó là người che chở, người tâm phúc của tôi. Gần như mọi lời em mê khuyên bảo tôi đều nghe theo. Tôi đã gặp em mê ngoài mặt trận trong một hoàn cảnh mọi người đã biết. Tôi rất quý anh ấy và rất cần đến anh ấy trong mọi công việc." "Tình cảm của chị thật đáng quý," Agnes nói. "Anh ấy là bạn thở nhỏ, là người chị đã cứu sống và là một phần trong cuộc sống của chị." Hippolyte vốn không thích thứ tình cảm quỷ mỹ của Agnes và cũng không muốn nghe lại những chuyện ngoài chiến trường, nên lái đề tài sang chuyện khác. Anh có cảm giác rất lạ là hình như Stephanie không định chài René nữa. Hình như nàng đã quên René rồi. Tối thứ sáu tiếp theo, Stephanie tổ chức buổi tiếp khách chính thức của nàng. Lúc 3 giờ chiều, nàng nghĩ chắc sẽ chỉ vài người đến. Ai ngờ 5 giờ chiều đã không còn ghế nào trống, và em mê phải vất vả đem tất cả các loại ghế đến phòng khách. Trong số khách khứa, rất nhiều người nàng chỉ biết sơ sơ, nhưng họ đều gọi nàng là chị bạn rất thân mến hoặc phu nhân rất thân mến. Bà Francois, mẹ chồng nàng, và Alida vốn quen tiếp khách trong các đêm dạ hội và tiệc tùng ở lâu đài Voyer. Hôm nay, cùng Stephanie đón khách. Adon Hermore là một trong những người đến sớm nhất, đứng bên nàng, kính đáo mách nàng tên một vị khách hoặc kể rõ về một bộ y phục. Chàng Felix sinh trai đến cùng bà mẹ. Stephanie rất ngạc nhiên thấy Yelomana đến cùng với người đàn ông tóc nâu nàng đã gặp trong vũ hội hóa trang ở lâu đài Voyer. Tên ông ta là Michel Lambreson. Mắt già xanh biếc bao nhiêu thì mắt Michel đen lái bấy nhiêu. Ông ta cũng làm việc trong lĩnh vực ngoại giao. Cảm giác phụ thuộc vào René làm nàng khó chịu đến mức sáng hôm sau thức dậy, nàng nghĩ ngay đến các chàng trai đến dự tối hôm trước. Yeah, Felix, Adon, nhưng nàng nghĩ nhiều nhất đến Michel Lambertson. Theo lời khuyên của Amélie, Stephanie cố gắng mở rộng phạm vi giao du. Nàng đến tất cả những nơi được mời và chiều nào cũng sai đánh xe đưa nàng đến nhà bè bạn. Chẳng bao lâu, nàng thành người phụ nữ đặc biệt hâm mộ ở đất kinh kỳ. Nàng luôn luôn xuất hiện trong mọi sinh hoạt của giới thượng lưu tại nhà hát opera. Có lần, nàng được nam tước Felix Ronais mời ngồi trong lâu của ông ta tại nhà hát. Nàng thường xuyên gặp Michel Lambertson và nhiều lần chàng đến ngồi trong lâu của nàng tại nhà hát Italia. Michel say mê âm nhạc, say mê nhạc kịch, những nhạc sĩ sáng tác chàng yêu nhất là Mozart và Gluck. Ngồi bên chàng, Stephanie luôn quan sát chàng. Michel là người đàn ông, nhưng chàng cũng là một con đực. Stephanie nhìn bộ quần áo sang trọng Michel mặc mà tưởng tượng ra thân thể bên trong của chàng. Bộ ngực giảm dở, đôi vai u, cái cổ to, đã 40 tuổi nhưng Michel vẫn vô cùng cường tráng. Chàng trái ngược với René, chân tay thon thả mềm mại. Stephanie thầm cởi quần áo Michel và có cảm giác chàng giống Boris. Michel yêu xác thịt đàn bà cũng như ta yêu xác thịt đàn ông. Stephanie thầm nghĩ Michel là người đàn ông đầu tiên gửi cho nàng sự thèm khát xác thịt. Kể từ ngày nàng về Paris, Michel là nhà ngoại giao và chàng có cặp mắt nhìn thấu suốt mọi vật. Khi hồi chuông nhà hát rung lên báo đã hết giờ giải lao giữa hai màn kịch, Stephanie mỉm cười duyên dáng tạm biệt những người quen, nhưng nàng thấy Michel nhận rõ vẻ giả tạo của nụ cười nàng. Họ lại vào lô ngồi xem tiếp vở kịch Italia. Stephanie biết Michel đang chờ nàng. Chàng nói vài câu nhận xét về tấm áo, kiểu chải đầu của nàng. Stephanie chỉ trả lời bằng cách đặt bàn tay ấn nhẹ lên bàn tay chàng. Michel có vẻ hơi ngạc nhiên,
chàng vẫn nghe đồn Stephanie là loại phụ nữ không ai chinh phục nổi, và chàng biết rõ nàng không hề có nhân tình. Vậy là sao? Stephanie, Michelle nói khẽ. Michelle, nàng đáp rồi đưa tay sờ vào gái chàng, vuốt ve nhẹ nhẹ. Cô đang nghĩ gì vậy Stephanie? Nghĩ đến anh. Stephanie áp cặp môi vào cặp môi chàng, và đôi mắt nàng xuyên vào mắt chàng. Em yêu anh thật sao Stephanie? Michelle thầm thì lúc hai cặp môi rời nhau. Stephanie mỉm cười, hôn nhẹ lên má chàng. Thì sao? Có lẽ thế. Em là nữ thần bình minh, nhưng em tin không phải là nữ thần bình minh đầu tiên của anh đâu. Anh đã từng biết rõ đàn bà, nhưng em là người đầu tiên anh yêu thật sự. Trong lô ở rạp hát che rèm kín đáo, Michelle luồn tay cởi khuy áo nàng, vuốt ve bộ ngực no tròn, rồi lần tay xuống nơi kín đáo nhất của nàng. Trong khi miệng chàng ngậm núm vú trần của nàng, Stephanie cũng đê mê thọc tay vào dưới làn vải áo của Michelle, vuốt ve những bắp thịt cuồn cuộn của thân thể chàng. Michelle thì thào những lời âu yếm cuồng nhiệt, Stephanie chỉ đáp lại hờ hững, trong khi nàng tận hưởng niềm vui sướng của bàn tay chàng vuốt ve da thịt nàng. Sau hôm đó, họ luôn gặp nhau, và khi Michelle áp tấm thân trần của chàng lên da thịt nàng, Stephanie thầm nghĩ mình không cần đến bất cứ người đàn ông nào khác. Chàng Felix đẹp trai, Javier Lomana hay Adon, thậm chí René cũng bị mờ đi trước tấm thân vạm vỡ của Michelle. Những lần ân ái của họ cháy bỏng, Stephanie không hề hỏi Michelle về gia đình chàng, về công việc cũng như niềm hy vọng tương lai của chàng. Michelle hiểu rất rõ rằng họ gặp nhau là chỉ để ân ái, để tận hưởng xác thịt của nhau, để hiến cho nhau những khoái cảm cao nhất. Nhiều lần sau cuộc ân ái, cặp mắt buồn rầu của Michelle nói lên đầy đủ hơn lời lẽ. Chàng si mê Stephanie đến rồ dại, nhưng đồng thời chàng cũng thấy sợ người phụ nữ quá dâm đãng này. Ngay trong lúc ái ân lên cao độ nhất, cũng không bao giờ nàng nói một lời nào hứa hẹn hoặc cam kết. Một hôm, Michelle hỏi Stephanie, em biết anh yêu em đến mức nào không? Em cũng yêu anh Michelle, nhưng em đã có hai con. Thế thì sao? Em không thể lấy anh được, nhưng em yêu anh. Giọng nàng nói ngọt ngào, trìu mến nhưng kiên quyết, và Michelle không thể nài nỉ thêm. Chàng tin chắc Stephanie không muốn đi bước nữa vì sợ ảnh hưởng không tốt đến hai đứa con mà nàng vô cùng yêu quý. Vài tuần lễ sau, lần thứ hai, Adon Hermann ngỏ lời cầu hôn với nàng. Tiếp đó đến nam tước Felix Rones cầu hôn nàng. Nàng đã nhất quyết không lấy người nào trong hai người đó. Đồng thời, nàng coi chuyện cầu hôn của họ không đáng phải suy nghĩ. Một hôm, nàng lơ đãng nói với Michelle, anh biết không? Michelle dừng tay lắng nghe, và Stephanie thấy mặt chàng tái đi. Đã hai người cầu hôn với em. Em có thêm hai đám cầu hôn nữa đấy, Michelle chậm rãi nói. Những ai vậy? Nàng lững lờ hỏi. Yalomane, lần nào gặp anh, cậu ta cũng nói đến em. Cậu ta si mê em lắm. Em biết, anh ta cho em là người phụ nữ kiều diễm duyên dáng hết mức. Nhưng khen là một đường, và lấy lại là một chuyện hoàn toàn khác. Stephanie lững lờ nói, anh ta không định cưới em đâu. Có đây, cậu ta thố lộ ý định cầu hôn với cô em họ của cậu ta là Agnes. Agnes rất tán thành, nhưng chồng cô ta lại phản đối. René bảo rằng cuộc hôn nhân đó là không thể chấp nhận được. Stephanie giấu nỗi ngạc nhiên và căm giận, nói khẽ, René phản đối à, anh ta diễn cớ tại sao? René bảo là quan chức ngoại giao, cần lấy một người phụ nữ nào xứng đáng, sau này còn làm đại sứ phu nhân, muốn vậy phải tìm một cô gái thượng lưu có tước hiệu. René còn diễn cớ là em đã quá nhiều tuổi, sắp xỉ tuổi già, rồi em lại đang có cổ phần trong công ty Distelvin, ngày nào cũng đến làm việc ở văn phòng công ty ở phố Vivienne. Rằng đấy không phải là vị trí thích hợp đối với phụ nữ, René còn diễn cớ em đã có hai đứa con. Anh ta diễn ra hàng trăm hàng ngàn cớ khác để khẳng định rằng Yalomane không nên cầu hôn với em. Michelle dừng lại một lát rồi nói tiếp, hồi này tự phụ lắm, cậu ta tự cho mình là đẹp trai, tài ba, cũng một phần vì lắm các bà các cô mê anh ta quá. Nhưng chưa thấy tiếng đồn nào về chuyện anh ta có nhân tình, cậu ta kín đáo lắm, toàn gian díu với những bà lớn tuổi đã có chồng, cho nên họ giấu tài lắm.
Anh giúp gia đều tin rằng Rene có rất nhiều nhân tình, nhưng cậu ta luôn thay đổi nhân tình, không gian díu với ai khá lâu, cho nên vẫn không bị lộ. Khó ai có thể tìm được chứng cứ nào kết tội Rene. Em cũng giống anh, rất lấy làm lạ về thái độ của Rene Ganson trong vụ này, nhưng cũng chả có gì quan trọng. Em không hề có ý định lấy về, mặc dù em công nhận anh ta đẹp trai và rất đáng yêu. Em chỉ muốn coi anh ấy là bạn. Stephanie, lúc nãy anh bảo còn có thêm hai người cầu hôn em nữa. Người thứ nhất là Pierre thì anh nói rồi, còn người thứ hai chính là anh. Từ lâu Stephanie vẫn biết sẽ đến ngày Michel nói lên điều đó. Nàng rất muốn nghe chàng nói ra ý định cầu hôn với nàng. Không hiểu tại sao Stephanie không muốn làm vợ Michel. Năm tới, anh sẽ được nhận một chân ở đại sứ quán tại nước ngoài. Em muốn anh nhận nước nào? Stephanie rất muốn bảo nước Nga, phần gì để tránh xa Rene, phần gì được có dịp gặp gỡ Boris. Nhưng nàng lại khẽ nói, em muốn ở lại Paris, Michel. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Dạ, anh chờ, em nhận lời lấy anh, bất kể lúc nào, Stephanie. Anh tin rằng sẽ đến một ngày nào đó, em yêu anh đến mức bất chấp mọi khó khăn trở ngại, bất chấp nỗi lo ngại cho hai đứa con, nhận lời anh cầu hôn. Stephanie thấy mũi lòng, Michel đã nói ra một câu khiến nàng khó nghĩ. Nàng nhìn và thấy vẻ mặt chàng căng thẳng như con chiên, chờ lời phán của Đức Thánh Thần. Nàng nói, Michel, nàng cố lấy giọng âu yếm nói tiếp, lúc này em chưa thể trả lời anh được. Chuyện hôn nhân là chuyện quá hệ trọng. Anh phải để em có thời gian suy nghĩ. Anh sẽ chờ Stephanie, cho dù câu trả lời của em là có hay không. Lúc này đây em chưa quyết định có hay không. Hiện giờ em chưa biết. Anh rất yêu em, Stephanie. Anh sốt ruột lắm rồi, em thông cảm cho anh. Tha thứ cho anh đã thúc giục em. Hôm sau, vẫn còn xúc động trước lời cầu hôn của Michel. Stephanie thổ lộ với mẹ chồng về chuyện Adon và chàng nam tước Felix Rones, ngỏ lời cầu hôn để xem bà nói thế nào. Bà François trả lời một cách thận trọng, rằng cả hai đều tốt, nhưng lĩnh vực tình cảm là lĩnh vực hết sức riêng tư, và bà không thể có lời khuyên nào được. Thực ra con không có ý định đi bước nữa, Stephanie thú nhận, con quen sống tự lập. Hiện nay con không bị ràng buộc gì, muốn đi đâu tùy thích, không bị ông chồng nào cản trở. Và như thế con rất thoải mái, nhưng như vậy con vẫn cô đơn. Bà François nhẹ nhàng nói, ý mẹ nói là con đã 25 tuổi rồi phải không à? Mẹ định nói phụ nữ vẫn cần một người đàn ông trong cuộc sống. Con gái yêu của mẹ, mẹ nghĩ rằng con nên lấy chồng, có thể không phải là Adon, không phải là Felix, mà là một người đàn ông khác, người nào con thật lòng yêu quý. Mẹ tin rằng sẽ đến ngày con gặp được một người con yêu. Mẹ tin và mẹ mong như thế, Stephanie yêu quý của mẹ. Mẹ muốn con được hạnh phúc, con còn trẻ, cuộc đời còn dài. Những phụ nữ bình thường như mẹ đều tìm lấy một người đàn ông làm bạn đời. Nếu như vào tuổi con, chẳng may bố chồng con qua đời, mẹ cam đoan với con rằng, cho dù mẹ có ba mặt con, mẹ vẫn quyết định đi bước nữa. Stephanie cúi đầu, nàng nghĩ đến Armand. Chàng đã cứu nàng thoát khỏi Rene. Đến cái chết đột ngột của chàng đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của nàng và đẩy nàng vào tay Rene, biến nàng thành nhân tình của Rene, rồi thành nữ cấp dưỡng trong quân đội mang cái tên Fanny, và bây giờ thành người dở quá, thành người phụ nữ đơn độc như mẹ chồng nàng vừa nói. Stephanie biết rằng đến ngày nào đó nàng cũng phải đi bước nữa, phải lấy chồng, thì đã sẵn có Michel đấy thôi. Nghĩ đến đó, nàng bỗng linh cảm thấy một điều, chắc chắn nàng sẽ không lấy Michel. Nàng không muốn làm vợ anh, mặc dù mê say tấm thân cường tráng của anh. Tại sao vậy? Chính nàng cũng không tự cắt nghĩa nổi. Hiện nay con chưa muốn nghĩ đến chuyện đó, thưa mẹ. Ta chuyển sang chuyện khác đi. Mẹ định kỳ hè này đi nghỉ ở đâu? Con muốn mời mẹ đến trang áp Văn Đê. Con có tòa lâu đài cổ kính ở đó. Hai mẹ con ta đem các cháu về đó nghỉ vài tuần, rồi hãy đến lâu đài Solonia. Anh chị Resmond mời con đến lâu đài của họ kia mà. Con định đến đó nghỉ chừng 2 tuần. Còn hai vợ chồng Rene Ganson thì sẽ nghỉ ở đâu? Bà François đặt câu hỏi một cách rất tự nhiên. Stephanie xưa nay chưa biết mẹ chồng nàng có rõ quan hệ trước đây giữa con dâu bà với Rene Ganson.
Nàng chăm chú nhìn bà dò xét. Bà Francois không lộ phản ứng gì, chỉ nói: "Con vừa bảo mẹ rằng chị Agnes mời con và hai cháu của con đến nghỉ tại lâu đài của chị ấy ít ngày sau." "Bà mẹ của năm trước, Rones, cũng tha thiết mời con đem hai cháu đến nghỉ ở điền trang của bà cụ, có lẽ để thuyết phục con nhận lời cầu hôn của con trai cụ chăng? Rõ ràng hai mẹ con ông năm trước đều đang tìm cách thuyết phục con, nhưng con không nhận lời đến đó. Chị Valerie cũng mời con đến nghỉ ở chỗ chị ấy. Con làm sao có thể chiều ý tất cả mọi người? Con không thể ở mỗi nơi dài ngày và suốt thời gian di chuyển ngồi trong xe ngựa. Nhưng con lại không muốn mất lòng ai. Con định cùng các cháu thoạt đầu về lâu đài của con ở Vendée, sau đó đến nghỉ 2 tuần ở lâu đài Solonia, rồi cuối cùng mới đến Phạt Mông Điên nghỉ với vợ chồng Resmond. 1 tháng sau, 2 cỗ xe ngựa sang trọng chở hầu như toàn bộ gia đình Dithervin, Stephanie, bà mẹ chồng François, 2 đứa trẻ sinh đôi Sạc và Armand, Pauline và Marie-Thérèse, chị giữ trẻ, Emmé, Noemi và con chó César. Còn ở lại Paris, chỉ có ông bố chồng nàng và em chồng nàng Hippolyte đều đang bận việc kinh doanh gỗ. Họ hẹn nhau là cuối tháng 7, hai người này sẽ nhập vào với mọi người khác trong gia đình tại lâu đài Solonia. Ngồi trong cỗ xe ngựa, Stephanie thấy trong lòng vui tươi thanh thản. Nàng sắp được về quê nhà, bên cạnh nàng là 2 đứa con. Nàng sung sướng thấy khi 2 tấm thân non nớt tựa vào 2 bên sườn nàng. Mỗi đứa đặt 1 bàn tay lên gối mẹ, ngã đầu vào vai mẹ và cứ ngồi yên như thế suốt chặng đường. Chúng như 2 con chim non ủ trong đôi cánh chim mẹ. Cuối cùng là con chó César ngồi dưới chân nàng, dụi mõm vào giữa 2 bắp chân nàng. Đưa 2 con trai và con chó César về đến lâu đài, Stephanie đi thăm thú ngay điền trang. Tối hôm đó, nàng ngồi vào ghế bành của cha nàng ngày xưa, sau chiếc bàn giấy đồ sộ, lắng nghe viên quản lý Eugène Gautron báo trình công việc. Do tận tụy và yêu mến cơ ngơi này, bác ta đã dồn hết mọi sức lực làm cho dinh cơ phát đạt, trở thành trang ấp giàu có nhất tỉnh. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, Stephanie đã nắm đầy đủ mọi tình hình. Viên quản lý Eugène đưa ra những ý định phát triển, trong đó có việc dùng tất cả ngôi nhà phụ làm chuồng nuôi lợn, nhưng Stephanie phản đối, bảo cần xây 1 công trình hẳn hoi để nuôi lợn. Cuối cùng Eugène tán thành và nàng giao cho anh ta toàn quyền lo chuyện này. Eugène rất phấn khởi. "Bà chủ giao cho tôi nuôi 50 con mỗi năm, tôi xin thực hiện gấp đôi con số đó." Sau vài ngày giải quyết công việc kinh doanh của trang ấp, Stephanie bắt tay vào thực hiện vai trò của mẹ nàng xưa kia, làm nhiệm vụ nữ chủ nhân lâu đài Văn Đê. Nàng tiến hành thăm hỏi và chăm sóc những người già cả, ốm đau, giúp đỡ những gia đình nghèo túng. Stephanie hiểu rằng cuộc sống ở thôn quê cũng có những nghi lễ và phong tục của nó, như ở đất kinh thành. Nàng tiến hành những cuộc viếng thăm xã giao đến các gia đình quý tộc trong vùng và giới thiệu 2 đứa con với họ. Tuy nhiên, chỉ sau vài 3 tuần lễ, khi bổn phận đã làm trọn, nàng thấy rỗi rãi và buồn tẻ. Nàng lại nhớ đến Michel và thấy khao khát chàng. Stephanie đã viết nhiều lá thư cho chàng, kiểu thư mà ai cũng có thể đọc được. Michel viết trả lời cũng với giọng điệu như thế. Tuy nhiên, cả 2 đều đọc được giữa các hàng chữ những điều họ thật sự muốn nói với nhau. Qua những lá thư đó, Stephanie thấy rõ Michel say mê nàng không thua gì Armand say mê nàng ngày trước. Có điều khác với Armand là người xưa nay không bao giờ áp đặt điều gì cho nàng. Michel luôn tỏ ra như kẻ ra lệnh. Stephanie thầm nghĩ, Michel đúng là người tình tuyệt vời. Nhưng cuộc đời đâu phải chỉ có khoái cảm xác thịt. Stephanie rất vui được đến lâu đài Solania, gần Paris hơn và cũng gần Michel hơn. Chưa kể cuộc sống ở lâu đài Solania sang trọng, hào hoa hơn, chứ không thôn giả như ở Vendée. Bà François tiếp khách rất nhiều, luôn tổ chức tiệc tùng, dạ hội. Lúc nàng cùng bầu đoàn đến nơi, họ rất ngạc nhiên thấy Hippolyte đã có mặt ở đó. Con rất mệt, cha bảo con đến đây nghỉ ngơi và đón cả nhà. Ngay hôm sau, Hippolyte đã ra khỏi cổng lâu đài và đóng vai trò kỵ sĩ tháp tùng bà chị dâu. Hồi ở Paris, cậu ta rất ít khi gặp Stephanie và họ chỉ gặp nhau khi có mặt toàn bộ gia đình. Tại đó, Stephanie vẫn chỉ coi em chồng như một chàng trai non nớt.
Nhưng đến lâu đài Solania, tình hình đã diễn ra hoàn toàn khác. Nàng rất thích những cuộc dạo chơi trên lưng ngựa dưới bầu trời nóng bức bên cạnh Hippolyte. Chẳng bao lâu, Stephanie phát hiện ra ở cậu trai có vẻ dũng về này một bạn đồng hành dễ chịu và lịch thiệp. Hippolyte có giọng nói y hệt Armand, cũng kiểu cười như thế, và đôi khi có cặp mắt nhìn nàng say đắm như vậy. Linh cảm cậu ta yêu mình, Stephanie hết sức giữ gìn mỗi khi gặp riêng cậu. Nàng vẫn lịch thiệp và duyên dáng, vui tươi nhưng giữ một khoảng cách như một phụ nữ lớn tuổi với một cậu trai mới lớn. Hippolyte vừa nhảy sang một bên hào nước. Cậu mỉm cười quay lại chìa tay đón chị dâu. Nàng không nắm mà tự nhảy một mình nhưng trượt chân ngã. Hippolyte vội nắm bàn tay nàng kéo lên. Và nhân đà, cậu ôm ngang lưng nàng, hai mắt nhìn nhau, hai miệng sát nhau. Vẫn đãi, Hippolyte nhấc bổng nàng lên. Cậu khỏe hơn nàng tưởng, Stephanie. Giọng cậu khang đặt lại, đầy thèm muốn. Giọng nói đó gợi nàng nhớ lại giọng Armand. Ngày xưa mỗi khi hai người hào hứng, sắp bước vào cuộc ân ái, nước mắt nàng trào ra. Hippolyte ôm ghì nàng, áp cặp phú nàng vào ngực cậu, đưa cặp môi tiến lại gần cặp môi nàng. Một cảm giác kỳ lạ trào lên, và Stephanie khao khát đón đợi cặp môi đầy nhục cảm ấy. Nhưng khi cặp môi Hippolyte sắp chạm vào môi nàng, Stephanie vội quay đi, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cậu. Vài phút sau, khi chị dâu, em chồng sống đôi đi bên nhau, nàng đã lấy lại bình tĩnh và nói bằng giọng bình thường như không có gì xảy ra. Tối hôm đó, khi Chúc Nhan ngủ ngon để ai về phòng người ấy, nàng nói, Chúc ngủ ngon, Hippolyte. 7 giờ sáng hôm sau, hai người lại gặp nhau. Nàng hôn nhẹ vào má cậu như người chị hôn em, rồi dịu dàng nói, hôm nay ta theo lối mòn, chứ không băng rừng và cánh đồng nữa. Hippolyte hơi đỏ mặt, rồi cúi đầu lúng túng nói câu gì đó. Nàng cầm tay cậu kéo đi, ta đi thôi chứ em, hôm nay trời đẹp tuyệt vời. Hippolyte không thể tin rằng bà chị dâu đã quên hẳn vòng tay và cặp môi cậu hôm qua. Trong khi đó Stephanie thầm nghĩ, mong sớm gặp lại Michel để ta quên ý nghĩ tội lỗi này. (Cười)